Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hành Tinh Ham Ăn của Lu. Có bao giờ mọi người nghe cái món tên là hủ tiếu xoài chưa? Hủ tiếu mà cộng với xoài nghe tưởng không hợp, nhưng mà ai dè hợp không tưởng luôn á. Ban đầu á thì Lu tưởng đây là một cái món mặn, xong kết hợp với lại một cái món ngọt, nhưng mà thực ra là không phải đâu nha. Quán gì có tên là Panna Cotta Lắc Lắc ở đây sẽ bán các món ngọt, nhưng mà nổi bật nhất á là cái món hủ tiếu xoài mà Lu mới vừa nói á. Có giá là 25.000 một chén. Cái sợi hủ tiếu á là được làm bằng nước cốt dừa, sữa tươi, cho nên á là nó sẽ có một cái vị béo nhẹ, xong rồi được chủ quán sắc như là sợi hủ tiếu gì đó. Ăn kèm á thì sẽ có xoài tươi và thạch dừa, rưới thêm một tí sốt xoài thì siêu ngọt ngào luôn. Và chỗ mà Lu đang ngồi có địa chỉ là 265 đường Lạnh Minh Thân, phường 12, quận 11. Quán sẽ bán từ 6 giờ tối cho đến 10 giờ tối. Giá thì Lu thấy khá là hợp lý, từ 20.000 cho đến 40.000 một món nha. Các bạn có đến đây ăn thì nhớ chụp hình cho Lu coi nha. Bye bye.